Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm tin qua những thứ có trong OB20 nha. Đầu tiên nó là cái bản đồ đảo sa mạc Kalahari, một bản đồ mới. Mà lần ra mắt OB20 này sẽ là full cái bản đồ luôn. Phải nói là rất là nhiều những cái khu đẹp. Tiếp theo là chế độ đặt bom, chế độ mới của phiên bản OB20, ok. Một chế độ chơi vô cùng là hấp dẫn với cách chơi đó là 4v4 nha anh em ơi. Đội đặt bom và đội gỡ bom. Và tiếp theo thì sẽ là chế độ bậc thầy vũ khí nha mọi người ơi. Ok, một chế độ chơi vô cùng là hấp dẫn. Chúng ta sẽ đến với một cái trang bị mới. Đó anh em có thể thấy đây là một cái ống thở giúp cho anh em có thể là vừa chạy vừa di chuyển vừa bơm máu. Ok. Súng nha, đây chính là súng mà tạo ra một cái lớp khiên phòng thủ sẽ có mặt trong phiên bản OB20, giúp cho anh em che chắn đạn bắn từ kẻ địch. Một thay đổi phải nói là khá là lớn trong phiên bản OB20 này. Và đây thì sẽ là một cái phụ kiện giúp cho cây súng sạc điện của chúng ta có thể bắn nhanh hơn. Anh em thấy ngầu không ạ? Phải nói là rất là ngon luôn. Ok, tôi thì lại thấy nó giống cái cục nóng của điều hòa anh em ạ. Đây sẽ là một phụ kiện mới dành cho Adub anh em ơi. Một viên duy nhất kẻ địch gục luôn. Phải nói là sức mạnh vô cùng là ghê gớm và là một trang bị hiếm luôn. Rồi nha, tiếp theo đến sẽ là nhân vật Stephie. Tức là sẽ tạo một cái vòng tròn này. Khi mà bạn cùng đồng đội đứng trong vòng tròn thì sẽ được giảm sát thương khi mà đạn bắn trúng hay là sát thương nổ. Rồi nha các bạn, một nhân vật mới nữa đó là Zota. Nhân vật Zota này thì có khả năng đó là dùng súng tiểu liên bắn địch thì sẽ tăng một cái lượng phần trăm máu, đó là Zota. Ok. Và đó là tất cả những cái gì có trong OB20. Thông tin chính thức thì OB20 sẽ ra mắt vào ngày 25 tháng 2 nha. Và kẹo đang rất là hóng luôn. Ngày hôm nay thì chúng ta đến với một cái chế độ chơi đó là liên hoàn chiến. Phải nói là mình rất là ít khi mình làm video trong cái chế độ này. Nhưng mà hôm nay thì quẩy xương xương cái nhẹ nhở. Hôm nay thì mình sẽ trổ tài thử làm sniper coi anh em. Một tay súng bắn tỉa trong chế độ liên hoàn chiến. Và cái thử thách cho mình đó là sẽ không chết mạng nào luôn anh em ơi. Tức là cái Q-Dai của anh em một điểm số cực kỳ là cao. Ui, vãi hàng, làm sao? Chạy Đông Hải em ơi. Phải nói là rất là ngon luôn. Ok, một mạng rồi nha mọi người. Nào, hóng coi. Ui, làm sao đấy hả? À đủ, chú tính làm gì ở đây? Anh lại sợ chú quá cơ. Qua đây em. Nào, có giỏi qua đây em. Thằng bé chắc là không dám chạy ra nữa đâu anh em ơi. Hóng nào đây. Ui, mình tính là pha đó nhảy lên nóc nhà nhưng mà không có được anh em ơi. Nhảy lên nóc nhà ở chỗ đấy thì nó khá là khó. Ui, vãi, bay qua đây luôn cơ. Ui, anh lại sợ chú quá cơ. Mình cầm mỗi cái cây shotgun mini nên là hơi khó chơi nó. Rồi nha, chú thử lòi đầu xuống đây xem. Hai đứa luôn cơ. Vãi hàng thật. Được rồi. Thế thì bây giờ anh lên đây anh vả các chú luôn. Tưởng anh sợ các chú cả. Nào hóng thôi anh em. Ui, vãi, nằm xuống luôn cả. Xong anh em. Ok. Và đây mọi người, sẽ là thêm một cái thông tin cho anh em về phiên bản OB20. Đó là cập nhật ván lướt điện. Đây sẽ là phương tiện di chuyển mới có mặt trong game Free Fire với độ cơ động cao, khả năng bứt tốc mượt mà, và đặc biệt là có thể bỏ túi anh em mang theo lúc nào cũng được luôn. Đó, thì cái ván lướt này sẽ giúp bạn nhanh chóng vào bo mà không lo bị bỏ lại, thoát khỏi giao tranh nhanh chóng như cách người yêu cũ rời bỏ bạn. Ok, đó là về cái phương tiện ván lướt điện. Rồi nha mọi người, tiếp tục quay trở lại với trận đấu này. Khi mà kẹo đã có được 2 kill rồi anh em ơi. Và chưa chết mạng nào luôn, chưa gục luôn, chứ đùa nhở. Nào hello. Ui, có lẽ là thằng nào ở phía xa mà bắn kinh thế nhở. Mình lại sợ nó quá cơ. Vãi cả hàng. Có giỏi qua đây em ơi, slow này. Mày làm sao? Yes, thêm một kill nữa. Ok ok, nữa hả? Qua đây em. Giỏi qua đây slow em ơi. Yes, xong double kill luôn. Phát nữa nào, hóng nào. Ra đây đi mấy cưng ơi. Ra đây anh bắn các chú luôn, anh phải ngại cơ. Ra đây em ơi, đây à, làm sao? Ủa ơi, vãi. Qua đây, này. Thích núp không hả em? Mình là mình đứng trên cao lên anh em ơi, bắn cực kỳ là tốt. Double kill luôn nè. Còn thằng nào nữa? Nữa hả? Này, chuẩn bị anh em ơi, triple kill. Rồi, thêm thằng nữa nào. Thêm thằng nữa làm quả quadra kill nào. Ra đây mấy cưng ơi. Mấy đứa này nó không ra à? À đi rồi. À
đi rồi. Quad Q. Đùa nhau à? Nữa này. Quad Q luôn. Quá là ngon anh em nhỉ. Thì chế độ liên hoàn chiến này cầm súng bắn tỉa sniper bắn đã phết đừng đùa. Và thêm một cái cập nhật mới của phiên bản OB20 nữa, đó là ống bơm máu nhá. Thì các bạn sẽ vừa di chuyển vừa bơm máu. Nghe thôi thì tính năng này đã thật là ngầu rồi phải không ạ? Nhưng mà không phải là miêu tả lúc đâu, mà nó là một cái ống bơm máu giúp bạn hồi phục EP và máu nhanh chóng. Anh em không cần dừng lại như hộp cứu thương hay là lửa trại, và luôn sẵn sàng cho các pha giao tranh. Phải nói là tính năng này, cái trang bị này rất là ngon tại phiên bản OB20. Mình nghĩ là nó sẽ nằm trong cái vùng đồ hiếm anh em ạ. Rồi nhá, tiếp tục với trận đấu ngày hôm nay. Kẹo đã có được 9 kill rồi, hóng nào. Ủa ơi, làm sao đấy? Qua đây. Đứng trên cao này thì nghe em cam rất đã luôn. Và nếu mà anh em chơi chế độ liên hoàn chiến, anh em cứ cầm cây SKS, anh em lên trên cao anh em bắn cho tôi như này, thề luôn, đã vai trưởng anh em ạ. Cứ tầm khoảng là 3-4 viên đai một thằng địch cực kỳ là easy luôn, và không hề khó khăn một tí nào luôn các bạn ạ. Số nha 10 kill đây, anh em thấy không ạ? Nữa này, chuẩn bị này. Số nha ngon luôn, 11 kill anh em thấy easy không? Tôi còn chưa bị gục, chưa bị nốc pha nào luôn anh em ơi. Đó, và chưa đai luôn chứ lại. Nữa hả? Có phải là mày qua đây mày tính cay anh đúng không ạ? Double kill. Rồi anh em ơi, anh em chuẩn bị hóng đi. Thêm quả triple kill cho anh em thấy này, triple kill. Và thằng nữa nào? Thằng nữa làm quả quadruple kill nào? Ủa ơi, thằng này. Đây rồi, đây rồi. Ra đây đi em ơi, nhanh anh làm phát quadruple kill này. Ui, tí nữa anh em ạ. Tí nữa thì quadruple kill. Rồi nhá. Có giỏi chú qua đây. Này, làm sao? Thời gian chờ nó lâu quá nên là không được quadruple kill. Chán ghê ạ. Này, bây giờ các chú ra đây anh coi nào. Ra đây em. À, ui ui. Làm gì đấy? Đùa nhau à, làm gì đấy? Qua đây em. Nào, qua đây solo. Đùa nhau chắc à? Tôi lại sợ ông quá nhở. Từ từ anh em ơi, chờ nó qua luôn, vả nó nhở. Ê, làm sao? Ủa, thằng này hình như là nó cũng xài SKS à? Hay đấy, hay đấy. Nể chú quá cơ. Nào, chuẩn bị viên nữa. Lên bản điểm số bây giờ. Đùa viên ra rùa. Rồi nha mọi người, bên này thì cũng không có. Thế nên là mình quay lại chỗ này thôi. À, mấy đứa kiểu sợ. Mấy đứa sợ chắc luôn anh em. À, đây này. Vãi thật, ngồi núp luôn cả. Vãi hàng này, ngồi núp luôn cả. Đùa nhau à. Viên nữa. Nào, có mà dám ra anh em thêm viên nữa. Thằng bé xanh mộ này là nó không dám đâu. Sợ luôn chứ chẳng đùa nhở. Rồi nhá. Này, anh em ơi hóng nào, chuẩn bị là kill thứ 15 nha. Nhưng mà không có người để kill. Nó lại khổ nỗi thế nhở. Nào. À, tầm này thì sẽ là nhân 2 điểm số rồi nha anh em ơi. 1 kill tương đương với 2 kill này, cộng 2 điểm. Nào, có thằng nào nữa không? Qua đây. Ủa ơi, ở đây á hả? Sợ quá nhở. Đùa nhau. Tôi mà phải sợ cái ông cơ. Đây rồi anh em, 15 kill rồi. Tầm này thì chúng nó sợ anh em ơi. Chúng nó không dám ra luôn đấy. Thế nên là mình chơi chúng nó cũng hơi khó. Có giỏi mấy ông qua đây. Tôi bắn luôn này. Ủa ơi, vãi, vãi. Liều mạng à? Liều mạng à? Xong, cộng 2 điểm. 16 kill rồi anh em ơi. Thêm 1 kill nữa thì đội mình sẽ win. Các bạn thì đang được nhân 2 điểm số mà. Hóng nào. Nào, có giỏi đứa nào chạy ra ngoài đi. Thêm phát này nữa là địch nó thua luôn. Này, làm sao? Yes. Sao? Bo da luôn anh em ơi. Và tỷ số kill die của kẹo là 16 anh em ạ. 16 luôn và không gục, không chết mạng nào. Chắc chắn là được MVP rồi. Và chúng ta sẽ chơi thêm một trận game nữa đi. Các bạn thì chế độ này ấy, nó chơi khá là nhanh, nên là làm thêm một game nữa cho nó máu. Tôi sẽ tiếp tục thể hiện trình độ sniper của mình với cây súng SKS. Tôi thể hiện cho anh em xem luôn, đừng đùa. Đây, thì ở chỗ này nó là khu dân cư. Anh em cứ lên thẳng đây luôn. À, tôi sẽ lên nóc nhà anh em ạ. Lên nóc nhà sẽ là một vị trí cao anh em cam cực kỳ tốt mà. Đấy, không quên để lại luôn một trái mìn ngay cửa thằng nào lên cái. Gục luôn đừng đùa. Rồi nha, đứng đây cam thì phải nói là phê phải biết luôn. Này làm sao? Đùa nhau ạ? Đùa nhau à? Làm sao? À đủ, anh lại sợ quá cơ. Viên nữa. Và xong, một kill đầu tiên luôn chính là First Blood anh em ơi. À đâu? First Blood team địch nó anti mình. Vãi hàng thật. Ủa,
Làm sao? Tính solo với mình á? Mình đang đứng trên nóc nhà này mà các bạn tính solo á? Các bạn nhầm à? Nhầm to rồi. Nào qua đây. À, chúng nó đang được gọi là miễn nhiễm sát thương anh em ơi. Mấy cái thằng vàng kè là đang được miễn nhiễm sát thương nên là chúng ta bắn vô dụng. Đợi cho nó này. Đấy, như kiểu này này, với nữa. Ê, nhanh tay nhanh chân quá cơ này. Xong, hai kill đùa nhau à? Làm sao thế nào ở đây? Có giỏi qua đây solo với kẹo này. Tôi lại sợ công quá nhờ ở đây rồi. Nó đói anh em. Nữa nè. Xong double kill, ngon này. Anh em hóng nào làm quả triple kill nào. Ôi thôi, đứng ngay sau hàng rào. Vãi hàng thật. Khó nhai rồi anh em ơi. Khó nhai rồi anh em ơi. Nào, triple kill. Phá nữa anh em ơi. Thêm một kill nữa làm quả quad kill nào. Ơi, thằng kia nó chạy nó núp mất tiêu rồi. Nên là quad kill hơi khó. Thời gian chờ lâu như thế này thì chắc là mất quad kill rồi. Ui, lên nóc nhà luôn cơ. Đùa anh à. À, nó tính lên đây nó sơi mình. Đùa nhau à. Giỏi, lên đây mà sơi anh này. Nữa hả? Ui, đồng đội bắn quá nhanh luôn anh em. Đứa, một đứa ngay sau nóc nhà. Phía bên kia. Rồi, tới đây. Ui, ngáo mẹ luôn anh em. 5 kill ngon lành. À, và anh em ơi, nếu như mà các bạn thấy video của kẹo hay, các bạn đừng quên đó là hãy nhấn like và chia sẻ cho video nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ê, để kẹo hóng cái nào. Ui, sao đấy? Hello, hello. À, đủ. Ngoài này có ai vậy? Gì đây? Bắn kinh thế. Chứ nó đang ở trong nhà xe anh em ơi, nên là mình bắn hơi khó. Vãi hàng thật. Ra đây em ơi. Ra đây solo với anh này. Đùa nhau ở trong nhà kho thế thì đến mình cũng chịu. Đấy, các bạn thì chúng nó không chịu ra cơ. Ui, này, này. Qua đây em ơi. Vừa bắn cho cái chạy vào trong luôn. Sợ xoắn quẩy đúng không nào? Mấy thằng này đúng kiểu sợ xoắn quẩy luôn này. Mày làm sao? Thêm viên nữa lên bảng điểm số bây giờ. Cứ thích cắn trộm anh cơ. À, một thằng đang được miễn nhiễm sát thương à. Thử lại, bắn nào. Ui, đồng đội nó liếm mất mạng của mình rồi. Buồn vãi luôn. Hu hu anh em ơi, đồng đội liếm mạng. Chán thật đấy. Thế là từ nãy đến giờ thì mình vẫn chỉ 5 kill thôi anh em. Ui, vãi hàng. Đồng đội liếm luôn mạng, chán thật anh em ơi. Rồi nhá, ngon, 6 kill. Hóng thôi, hóng thôi. Nào, thằng nào giỏi qua đây. Qua đây solo với kẹo này. Mày chạy đâu, mày chạy đâu này. Chạy đi em, chạy đi em. Chạy đi em này, double kill này. Chuẩn bị này anh em ơi. Làm phát triple kill nào. Triple kill cho chúng nó sợ nào. Vãi vào nhà luôn cơ. Sợ quá cơ, hai đứa kìa. Đang đứng ngay cái cửa nhà kho kìa. Ui, vãi. Sao? Kinh thật, kinh thật, kinh thật. Tôi sợ công quá, chắc chắn là trận này thì tôi sẽ không để gục, cũng như là không để mất mạng nào luôn anh em. Rồi nha, qua đây solo này. Mình cầm SKS thì bắn xa vô cùng là tốt rồi. Với cái khẩu độ ống ngắm đó là 4x luôn. Bắn vô tư, lo gì. À đủ, đây à. Xong, 8 kill ngọt sớt luôn nhở. Rồi các bạn qua đây. Qua đây nhanh, mình cho các bạn thăng thiên luôn, không đùa. À, mấy đứa nó không chịu ra anh em ạ. À đây, 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 đây. Đây rồi, đây rồi. Đúng rồi, 9 kill. Thơm ngon như a gì ngon luôn. Nào, hóng nào, thằng nào ra đây. Ra đây, double kill. Chuẩn bị phát nữa nào. Thêm thằng nữa lên triple kill nào anh em nào. Đấy, triple kill cho gấu nào. À, lấp ló xong căn nhà vệ sinh à. Ai chơi thế bạn ơi, ai chơi thế. Ai chơi thế bạn ơi. Rồi nha, mấy thằng địch thì một số thằng giúp trong nhà xe. Một số thằng thì giúp sau nhà vệ sinh. À, hình như là một đứa thằng này qua đây để canh mình đây mà. Rồi ok ok. Mình sẽ cẩn thận với nó luôn. Đấy. Đấy rồi, đấy rồi. Đấy đấy. Bắn kinh phết nhở. Đùa nhau này. Một viên nữa lên bảng bây giờ. Thích chơi lầy à. À, kill die của mình đang là 10 rồi nha anh em ấy. 10.0 luôn anh em thấy. Gắt không ạ? Không gục không chết mạng nào luôn. Mày chạy đâu? Chạy đâu hả? Ủa, thêm thằng nữa này. Vãi hàng, thêm thằng nữa này. Mày đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ủa, còn tí máu. Vãi hàng. Còn tí máu thôi. Double kill. Tuổi gì đúng không nào? Ok mọi người, khá là ngon. Yes, tầm này thì chắc là mình sẽ đi ăn cái hồi máu thôi. Đây, nâng giáp này. Đó. Hồi máu luôn anh em ơi, full cây luôn, lo gì. Và đang rảnh háng, thế nên là rảnh ăn nốt mấy cái hồi máu nữa.
Rồi nhau, ok mọi người. Kệ cho nó bắn nhau đi, cứ bình tĩnh nào. Đằng nào thì tỷ lệ kill die của mình nó cũng cao vãi trưởng ra. Tí nữa kiểu gì cũng lại được MVP. Ui. Nhảy lên trên luôn. Vãi hàng đùa. Mấy thằng này đã bắt đầu nhảy lên nóc nhà rồi nhá. Rồi ok, bù giờ nhân đôi điểm số này. Chuẩn bị anh em ơi, mày làm sao? À đủ. Giờ nó lại lên trên, mình ở dưới. Khó chơi nó vãi luôn, thật sự luôn. Khá là khó chơi, ok. Thôi thì đứng tạm ở đây. Quay cho nó luôn, đùa nhau à. Đây các bạn ơi, let's go nào. Đây à, ui. Nào, mày này, xong. Cộng 2 điểm luôn. Ngon lành và kẹo có 13 kill nhá. Hóng nào các bạn ơi. Đâu rồi, người đâu? Ui đây cả. Vãi thật. Ui, nhảy ngay đầu súng của team mình. Thằng này đúng ngáo nặng luôn. Nữa hả? À, một đứa trong nhà này. Đồng đội quá nhanh tay. Thôi sau anh em thôi nha. Giờ thì chắc là bye bye anh em. Kẹo sẽ hẹn gặp lại anh em sau nha. Bye bye.